mình hướng dẫn các bạn kết nối cái repeater Mercury này. Cái bộ cái wifi này có tác dụng là mở rộng vùng phủ sóng ở nhà mình. Ví dụ như là nhà mình rộng á, có những chỗ thì wifi nó không thể phát tới được, hoặc là nhà 2-3 tầng thì mua bộ này về là mình ở ngôi nhà mình chỗ nào cũng có sóng, hoặc là mình sử dụng wifi nhà hàng xóm á, ở nhà mình nó sóng nó yếu thì mình lắp cái này. Đầu tiên thì mình kết nối với cái wifi này, Mercury này, đây mình kết đó rồi. Mở trình duyệt Safari, nhập địa chỉ Melogin.c nè, địa chỉ thì mình có để gì vậy? Đây. 6. Ở dưới mình cũng nhập như vậy. Tiếp tục. Ở đây nó liệt kê ra tất cả các mạng wifi hiện có. Mình kết nối với wifi nào thì mình bấm vào đó. Nhưng mà mình có mật khẩu mình mới kết nối được nha. Ở đây mình kết nối với wifi này, nhập mật khẩu của wifi đó. Còn đây là mình nhập tên wifi của mình muốn. Mình nhập đại về đi, bấm bên này. Khi đèn này nhấp nháy chuyển thành màu xanh thì thành công. Đây là thành công. Đó. Bây giờ nó có xuất hiện thêm một cái wifi nữa, wifi riêng. Mật khẩu thì giống như cái mật khẩu của cái wifi kia. Vậy là xong. Just a sponge, I lay the fire.